chương 80 Bạo áp trận Từ trình ngọc thình lình xuất hiện cùng với thanh kiếm của hắn nhắm ngay diệp tố mà đánh tới, hai mắt hắn mang theo ý cười nhạt nhưng kiếm ý trong tay lại nghiêm nghị lạnh băng. Trước mặt là từ trình ngọc thì chớ ngay đằng sau là liên liên đang ném phù đuổi theo, không chút lưu tình. Diệp tố không kịp tự hỏi, cơ thể theo bản năng hạ thấp xuống di chuyển sang bên cạnh. Hai tay ném ra hai lá thiên cân phù để ngăn cản từ trình ngọc và liên liên. Nhưng mà lúc này Trình Hoài An vốn đang đánh nhau lại bỗng nhiên ném một lá định thân phù về phía nàng. Mắt thấy sắp sửa đụng phải nó thì Diệp Tố lập tức chống tay xuống đất, lật người qua tránh thoát. Này vẫn chưa xong, theo sát đó là dịch huyền bổ tới một đạo kiếm ý, Diệp Tố dùng hai lá kim cương phù tạo kết giới, cả hai lá đều bị chém nát mới có thể miễn cưỡng chặn lại. Diệp Tố, nhóm người này thật không nói võ đức mà đại sư tỷ trước mặt là sói sau lưng là hổ cách vách còn có hai tên bận đánh nhau túi bụi nhưng cũng phải cắm vào một tay là dịch huyền cùng trình hoài an tình huống thập phần nguy cấp minh lưu sa không biết lấy ra từ đâu một đĩa hạt dưa vừa cắn vừa chậm gì gì nói tiểu sư đệ một người vây đánh một đám người đại sư tỷ lại bị một đám người vây đánh thiên đạo luân hồi đó chứ hà mã tòng thu nói tiếp thần thái tự nhiên thò tay vào đĩa muốn bốc hạt dưa Vừa dứt lời thì Hạ Nhĩ ngồi một bên tức khắc duỗi tay tát bay bàn tay thậm thụt của Mã Tổng Thu, nói cái gì đó. Chu Vân đứng ở phía sau Mã Tổng Thu nhanh chóng thò tới một tay, dùng hết 19 năm công lực nhanh như chớp chộp lấy một nắm hạt dưa. Ý của ta là bọn họ đánh lên tới nhất định rất đẹp. Mã Tổng Thu giật giật mũi ngửi mùi thơm của hạt dưa, nhanh chóng sửa miệng, sau đó lại một lần nữa rỗi tay vào đĩa, cho ta một miếng thôi còn ai muốn nữa không? Minh Lưu Sa cầm đĩa dơ một vòng xung quanh. Ta, Lữ Cửu mới vừa xuống từ một lôi đài, nghe nói Diệp Tố, từ Trình Ngọc bọn họ đánh nhau nên vội vàng vọt lại đây xem. Dù phục thời im lặng bốc lấy một vốc, không ăn, cứ nắm ở trong tay. Sư Huynh, đệ cũng muốn. Hạ Nhĩ chia tay nói. Muội nữa, Tây Ngọc cũng nhanh chóng hốt một nắm hạt dưa. Một đám người cứ như vậy chia xong hạt dưa rồi. Vì thế trên đài đánh nhau kịch liệt, dưới đài lại nói chuyện phiếm cắn hạt dưa, hài hòa thân ái. Liên tiếp bị vây công, Diệp Tố chỉ có thể cố gắng kéo ra khoảng cách, trốn đông trốn tây, ném một lá phù vào chỗ này, ném một lá phù qua chỗ kia, trên cơ bản đánh không trúng bốn người nọ, nhiều nhất chỉ có thể trở ngại bước chân của họ mà thôi. Khóa phong cấm nguyệt liên liên ném ra một nhóm phù chú, cùng lúc đó bàn tay cũng vẽ mắt trận giữa không trung, kết trận, một đạo phù ý khổng lồ từ trên ập xuống, ép về phía Diệp Tố. Phù ý nguyên anh trung kỳ đủ để áp chế thân thể của tu sĩ kim đan, vô pháp chống cự. Diệp Tố sớm đã có chuẩn bị, nàng dán lên mình vài lá tật tốc phù, muốn mạnh mẽ né tránh phù trận này, nhưng theo sát đó là Trình Hoài An cũng đồng dạng đẩy tới một phù trận tấn công nàng thật đúng là âm hồn không tan. Diệp Tố không có cách nào trực tiếp vẽ ra được phù chú, cảnh giới của nàng vẫn còn phải mượn vật dẫn, đụng phải đối thủ tầm thường thì còn có thể vẽ ngay trên đài, nhưng gặp mấy cọng gân này thì căn bản không kịp, chỉ có thể không ngừng lấy ra từ trong túi cản khôn phù chú đã vẽ trước đó, thiết trận. Liên Liên và Trình Hoài An lại không phải phù sư ăn chay, tốc độ giải phù trận cực nhanh. Nhưng Diệp Tố vẫn đang điên cuồng ném phù, phù trận của nàng không đơn giản, số lượng lại mỗi lúc một nhiều nên rốt cuộc cũng có thể hơi hơi ngăn lại hai người này. Chán của Diệp Tố đã bị che kín bởi mồ hôi, nàng vừa mới dừng lại, còn chưa kịp thở một hơi thì từ Trình Ngọc cùng Dịch Huyền từ phía sau đã huy kiếm phi tới. Đại sư tỷ tâm mệt mà nhắm mắt, nhưng vẫn lấy ra từ túi cản khôn một thanh cốt phiến, quạt làm từ xương, trong nháy mắt xoay người, ngửa ra sau né tránh kiếm của hai người chém tới tàn ảnh kiếm ý chém đứt vài sợi tóc của nàng, chậm rãi rơi xuống sàn đấu. Diệp tố tay cầm quạt, trái phải vung lên, ngăn lại kiếm của bọn họ. Keng cốp. Cốt phiến cùng kiếm khi đánh vào nhau liền phát ra thanh âm chói tai. Diệp tố dùng cây quạt đẩy lui kiếm của hai người, một lần nữa đứng lên, tay vừa chuyển, cây quạt liền bị căng ra, nàng nhẹ nhàng phe phẩy một cái, mặt quạt liền bay ra một loạt ngân châm. Từ Trình Ngọc cùng Dịch Huyền đồng loạt thối lui về phía sau, vùng kiếm chặn lại những thanh ngân châm này. Lúc này Liên Liên cùng Trình Hoài An cũng đã phá xong phủ trận, bốn người lại một lần nữa xông tới. Bọn họ không dùng cảnh giới để áp chế, thuần túy là dùng chiêu số, đây chính là lý do vì sao Diệp Tố có thể căng lâu như vậy. Diệp Tố một tay phất quạt, phóng ra ngâm châm, một tay khác bỗng nhiên lấy ra một sợi roi, vụt về phía Trình Hoài An bị hắn tránh thoát. Nhưng khi roi đánh xuống lôi đài trong nháy mắt liền tạo ra một vết hàn rất sâu, đủ thấy lực sát thương của nó thật lớn. Văn cốt phiến, 6 vạn 6, ai muốn mua thì giơ tay, giao dịch tại chỗ. Diệp tố bớt thời giờ hô về phía dưới đài hai câu, ném cây quạt cùng roi xuống chỗ minh lưu xa, roi hắc lãng, chín vạn chín trung phẩm linh thạch, uy lực của nó mọi người cũng vừa thấy rồi đấy. Trên đài dưới đài đang bị rượt không kịp thở kia kia, còn có tâm trí bán buôn. Minh Lưu Sa ở phía dưới lập tức phủi phủi hai tay cho sạch sẽ, nhặt lên cây quạt cùng với roi, xoay người hô to, "Các đạo hữu, cơ hội không thể bỏ lỡ, lỡ chuyến đò này sẽ không còn chuyến sau đâu nhé." "Cây roi đó, dùng tốt không?" Có người do dự hỏi. Vừa rồi một roi thôi đã trực tiếp đánh ra một vết thật sâu trên lôi đài rồi không phải hàng tốt thì làm sao có thể làm ra được vậy chứ? Minh Lưu Sa Lưu Loát nói, 9 vạn 9 trung phẩm linh thạch, giá quá hời cho một pháp khí uy lực to thế này, tuyệt không dối trên lửa dưới. Đạo hữu tin ta. Hắn vừa dứt lời lập tức liền có người nhấc tay, ta mua. Diệp Tố lấy ra từng kiện từng kiện các loại pháp khí từ trong túi cản khôn, dùng xong liền ném xuống dưới chỗ các sư đệ sư muội trên đài dưới đài kẻ tung người hứng bán hàng tại chỗ, hiệu quả cực kỳ tốt. Người thật quá mức, liên liên cảm thấy bị coi khinh mười phần, đôi tay nàng bắt đầu thoăn thoát vẽ phù giữa không chung, nàng chuẩn bị cho Diệp Tố kiến thức sự lợi hại của phù tu nguyên anh trung kỳ chân chính. Diệp Tố cúi đầu nhìn thoáng qua túi cản khôn, những pháp khí mà nàng luyện chế gần đây chỉ còn lại một cây sáo, nàng như suy tư gì đó nói, ta cảm thấy hẳn là được rồi. Tất cả mọi người đều không hiểu được nàng nói lời này có ý gì. Chỉ thấy Diệp Tố hơi mỉm cười, lòng bàn tay trái ngửa lên trời, bàn tay chậm rãi được nâng lên thì theo đó một ít phù chú trên lôi đài cũng bỗng nhiên bay lên, kim quang phát ra nối với nhau thành vô số đường ngang dọc. Từ Trình Ngọc tức khắc liền cảm thấy một trận hàn ý chạy thẳng từ sau cổ lan ra khắp người, bàn tay vô thức nắm chặt bội kiếm. Không chỉ riêng hắn mà cả Dịch Huyền Liên Liên cùng Trình Hoài An trong mắt đều dâng lên nồng đậm cảnh giác. Cô âm thầm thiết hạ phù trận. Trình Hoài An rốt cuộc phản ứng lại, khó trách lúc trước những phù trận mà Diệp Tố tung ra đều có sai lầm gì đó, bên trong sẽ luôn có một ít phù chú không có hiệu quả gì, hắn còn tưởng rằng đó là vì nàng vẫn còn chưa hiểu rõ hết về phù trận. Phù của Liên Liên thậm chí còn chưa vẽ xong thì phù trận của Diệp Tố đã nổi lên tác dụng nàng giơ tay đẩy phù trận về phía bốn người sau đó lập tức khởi động phi kính giáp bao lấy chính mình ầm um, phù trận thành lôi đài nát sau một trận đất dung núi chuyển qua đi tòa đại lôi đài hoàn toàn bị nổ tan tành năm người trực tiếp bị thổi bay kết giới cũng không còn sót lại chút gì may mà xung quanh lôi đài hỗn đấu sẽ luôn có nhiều hơn một vị tu sĩ chủ trì trong phút chốc các tu sĩ chủ trì một lần nữa dựng lên vô số tầng kết giới Thế nhưng đất đá từ vụ nổ vẫn liên tục phá tan kết giới, mắt thấy chúng sắp bay ra tới công kích đến những người khác. Mọi người sôi nổi né tránh khắp nơi, ai cùng vội vã căng ra linh lực phòng hộ. Lúc này, tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ bay tới, vung tay liền dựng thẳng lên một đạo kết giới, cùng lúc đó tất cả đất đá trong kết giới toàn bộ ngừng lại trong thoáng chốt rồi lại ầm ầm rơi xuống. Thu dọn sạch sẽ, đổi một cái lôi đài khác. Chu Kỳ lưu lại một câu sau đó liền phi thân rời đi. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi là Ngô Kiếm phái tông chủ. Đúng vậy, đại năng đại thừa cảnh giới. Lôi đài không còn gì nữa rồi. Ánh mắt của mọi người một lần nữa nhìn về vị trí vốn là một lôi đài cỡ lớn, giờ phút này lôi đài đã không còn một mảnh nguyên vẹn, năm người bị nổ bay ai cũng mặt xám mày cho. Từ Trình Ngọc muốn mở miệng nói gì đó, vừa há mồm thì một đống cho bụi bay ra. Diệp Tố ở đối diện cũng là một thân bụi đất đen nhẻm, cơ hồ nhìn ra không bộ dáng ban đầu, nàng cúi đầu nhìn phi kính giáp trong tay, xong rồi, nàng phá nát pháp bảo này rồi. Phù trận này của ngươi là cái gì vậy? Liên liên thanh tỉnh lại nhanh nhất, vội vàng phóng ra mấy cái thanh khiết thuật làm sạch bản thân từ trên xuống dưới, nhưng eo của nàng thì vừa rồi trong lúc không kịp phòng ngừa đã bị một hòn đá đánh trúng hiện tại đứng thẳng dậy không nổi bạo áp diệp tố vừa mới nói hai chữ thì bỗng nhiên phun ra một mồm to huyết cả người trực tiếp quỳ dạp xuống đất lần này chơi lớn rồi này liên liên không rảnh lo cái eo bị thương của mình gấp rút chạy đến bên cạnh diệp tố sờ sờ túi cản khôn của chính mình nhưng không tìm được đan dược chữa thương nàng quay đầu muốn nói trình hoài an đưa đan dược cho nàng đại sư tỷ dịch huyền từ bên kia chạy lại đây lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng diệp tố đây là đan dược mà trước đó tân thẩm chi đã cứng rắn đưa cho hắn diệp tố cúi đầu lại khụ ra vài ngụm huyết ta không sao cô đây là bị phản phệ trình hoài an đi tới hỏi vừa rồi là phù trận gì hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua phù trận này uy lực của nó quá lớn căn bản không phải là một phù trận mà một phù tu kim đan kỳ có thể làm ra được Diệp Tố nuốt xuống đan dược, cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Tuy rằng linh phủ vẫn như cũ đau đớn vô cùng. Nàng cắn răng đứng lên. Kết quả vừa mới đứng dậy thì du phục thời không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Đổ ập mấy cái thanh khiết thuật lên người nàng. Đa tạ tiểu sư đệ. Diệp Tố cầm phi kính giáp đã bị vỡ thành hai nửa bỏ vào trong túi cản khôn. Bất đắc dĩ nói, bạo áp trận là phù trận do ta sửa lại, không ngờ uy lực của nó lai lớn đến vậy. Từ lúc bắt đầu nàng đã chuẩn bị cho việc lập trận, mỗi lần ném phù đều có dụng ý của nó, không riêng vì để đối phó bọn họ mà cũng là vì muốn che đi dấu vết của bạo áp trận. Diệp Tố chưa từng dùng thử phù trận này, tác dụng của bạo áp trận rất đơn giản, toàn bộ trận giống như một cái hộp vậy, linh khí, cùng với linh lực công kích qua lại đều là khí tức bên trong hộp, sẽ bị thu thập liên tục không ngừng, chờ đến khi phù trận thành thì cuối cùng sẽ phát sinh nổ mạnh nàng chỉ là không ngờ sức tàn phá của nó lại lớn như vậy vượt qua khả năng khống chế của nàng phù trận này không có việc gì thì đừng dùng từ trình ngọc chậm rãi đi tới nói hắn từng bị thương đổ máu chứ còn chưa bao giờ ở trước mắt bao người bị nổ bay ta biết diệp tố cũng không dám loạn dùng này không nên gọi là bạo áp trận phải gọi là đồng quy vu tận trận mới đúng nhóm người lảo đảo bước ra từ đống đổ nát mã tổng thu bỗng nhiên vỗ vỗ bà vai của dịch huyền dịch sư đệ có một câu ta đã muốn nói với đệ từ lâu câu gì dịch huyền quay đầu nhìn đối phương cho bụi trên người hắn đã được dọn sạch sẽ trên cằm có một đạo vết thương nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tướng mạo tuấn mỹ của hắn thậm chí vết thương kết hợp với nốt ruồi đỏ giữa chán dường như tăng thêm cho hắn vẻ cô độc mỹ diễm mã tổng thu cúi đầu tằng hắng thanh thanh giọng nói sau đó vươn một ngón tay chỉ chỉ phía sau lưng Dịch Huyền, quần áo của đệ rách bươm rồi. Trong nháy mắt đó Dịch Huyền trợn to hai mắt, hắn chậm rãi duỗi tay sờ sờ ra sau lưng, sau đó cả người liền cứng đờ. Quần áo phía sau lưng đã bị nổ lủng một lỗ to. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy trên không trung một bóng người ngự kiếm bay xẹt đi, thoát cái đã không thấy bóng dáng, lộ ra vài phần chật vật. Chu Vân có chút đáng tiếc sờ sờ hai má làm bộ như cái gì cũng chưa nhìn thấy. Một tu sĩ chủ trì gần đó thần hồn chưa định đột nhiên hỏi đồng môn bên cạnh, lôi đài đều tan nát hết rồi, điểm số tính thế nào đây? Sau khi hỗn đấu kết thúc, nếu không ai còn đứng trên lôi đài, vậy, điểm số của mọi người đều bị trừ. Trừ rồi đưa cho ai? Thì, hay là không trừ nữa? Thôi vậy đi, không trừ nữa, điểm số của trận này trả lại cho mọi người. Vậy là cuối cùng trận hỗn đấu này kết thúc mà không một ai bị trừ một điểm số nào, không không so một hồi còn tổn thất một cái lôi đài lớn. Diệp Tố không lưu lại sân thi đấu mà đi về nơi ở, linh phủ của nàng bị thương, phải quay về nghỉ ngơi chữa trị. Trên đường, du phục thời đi ở bên cạnh Diệp Tố, không nói tiếng nào lấy ra một nắm hạt dưa đưa cho nàng. Đôi môi của Diệp Tố trắng bạch nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một, nàng vươn tay nhận lấy, hỏi, ai đưa vậy? Minh Lưu xa. dù phục thời thấy những người đó đều ăn nên quyết định lấy một nắm để dành cho phàm nhân này. Diệp Tố cũng nghĩ là mấy sư đệ sư muội kia đưa cho, loại thức ăn giá rẻ này thường ngày bọn họ cũng rất thích mua. Chương 81. Mai khai nhị độ. Uy lực của bạo áp trận vượt xa những phù trận tầm thường, điều này làm cho Diệp Tố không chỉ riêng bị ngoại thương mà cả linh phủ cũng bị ảnh hưởng đan dược mà dịch huyền đưa cho nàng là thứ tốt, sau khi ăn vào thì ngoại thương đã khỏi với tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Tố có thể rõ ràng cảm nhận được linh phủ vẫn chưa đỡ hơn là bao, tuy nhiên nàng cũng không biểu lộ gì trên mặt, sau khi trở về viện thì nàng thậm chí còn tính toán với nhóm hạ nhĩ xem đã bán được bao nhiêu kiện pháp khí. Nàng ngồi bên bàn, kéo qua một chén trà, vừa nói chuyện với mấy người Minh Lưu Sa vừa thuận tay tách hạt dưa ra, bỏ nhân hạt dưa vào trong chén chờ sau khi lấy được thông hành đơn thì chúng ta sẽ phải lập tức chạy tới Côn Luân để tham gia tông môn đại bỉ, hẳn là sẽ ở đó một thời gian khá lâu mới trở về. Diệp Tố nói với Minh Lưu Sa, mấy ngày nữa đệ gửi một nửa linh thạch về thiên cơ môn đi. Đệ biết rồi, Minh Lưu Sa gật đầu tỏ ý đã nhớ. Đại sư Tỷ, thương tích của Tỷ không sao chứ? Hạ Nhĩ đứng ở bên cạnh khẩn trương hỏi, trong giọng nói không giấu được lo lắng. Diệp Tố tách xong hạt dưa cuối cùng, đẩy chén trà sang cho Du Phục thời ngồi bên cạnh, nhìn về phía Hạ Nhĩ nói, ta không sao, các đệ có thời gian thì cứ đi vòng vòng trong sân thi đấu xem các tu sĩ khác đối chiến, đối với mấy đứa cũng sẽ có ích. Luyện khí sư cần phải có kiến thức về nhiều loại pháp khí bất đồng. Lần sơ loại tiền tông môn đại bỉ này thật sự là một cơ hội rất tốt để trao dồi, kiếm tu đông đảo, mỗi một thanh kiếm đều có phong cách độc đáo của riêng mình hồ còn có không ít một bộ phận các tu sĩ dùng các pháp khí đa dạng khác nhau, quan sát được nhiều đối với Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc cũng có chỗ lợi. Dù phục thời rũ mắt nhìn chén trà trong tầm tay, bên trong chất đầy nhân hạt dưa, hắn nhìn chằm chằm nó một hồi vẫn không nhúc nhích. Đại sư tỷ, vậy bọn muội đi trước nhé. Tây Ngọc đứng dậy, cùng với Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhị rời đi. Chờ sau khi bọn họ đi, Diệp Tố quay đầu, nhìn thấy hạt dưa trong chén trà vẫn còn nguyên, ăn không ngon hả? Không biết, dù phục thời đẩy chén trà về trước mặt Diệp Tố, ngươi. Lúc này đại sư tỉ rốt cuộc hiểu được ý tứ lúc trước của tiểu sư đệ, cho ta sao? Dù phục thời không nói lời nào, nửa nằm dài xuống bàn, cánh tay lót một bên mặt, một lát sau mới chán chết mà hỏi nàng, Diệp Tố, vòng sơ loại khi nào mới kết thúc? Còn hai mươi mấy ngày nữa, Nhanh thôi, Diệp Tố nhìn nhân hạt dưa trong chén trà mà có chút buồn cười, ban đầu nàng còn cho rằng tiểu sư đệ đưa cho nàng là ý bảo nàng lột cho hắn ăn. Đại sư tỉ nhón lấy một nhân hạt dưa cho vào miệng, sau đó lại cầm một hạt khác đặt bên môi tiểu sư đệ, nếm thử xem. Du phục thời nâng mí mắt, trong mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn Diệp Tố một lát, tùy ý để nàng đút hạt dưa đó vào trong miệng hắn. Ngon không? Diệp Tố cười hỏi, "Không có linh khí gì. Dù phục thời nghĩ nghĩ sau đó bổ sung, nhưng mà ngon. Đây là loại hạt dưa rẻ nhất, được cái khá thơm, về sau khi có tiền chúng ta có thể mua loại hạt dưa có linh khí nồng đậm ăn thử xem." Diệp Tố nói xong cũng đứng dậy, "Ta về phòng nghỉ ngơi trước đây, đệ muốn đi thi đấu cũng được, hoặc là nghỉ ngơi một ngày cũng tốt." Nàng bước về phòng của mình vừa đóng cửa lại thì lại phun ra một búng máu nữa. Diệp Tố giơ tay lên lao đi, có chút lảo đảo đi đến giường, ngồi xuống bắt đầu nhập định. nàng xem xét linh phủ thì phát hiện toàn bộ thức hải đều ảm đạm không chút ánh sáng. lúc ở trên lôi đài vừa rồi, khi khởi trận nàng đã tiêu hao hết linh lực của chính mình, đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến thức hải trong linh phủ bị hao tổn. Diệp Tố còn chưa xem hết một vòng linh phủ thì đột nhiên thấy được phía trên có một khối đã bị sụp xuống. Ngoặc kép. Linh phủ bị sụp một góc. Linh phủ vốn được bao bọc trong một tầng kim quang, thoạt nhìn như một nhà lồng với phần nóc không ngừng được kéo dài. Nhưng giờ khắc này phía trên có một góc bị thiếu hụt, tựa hồ bị cái gì từ phía trong đánh vỡ. Diệp Tố sừng sốt một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bóp nát mấy khối thượng phẩm linh thạch miễn cưỡng bắt đầu chữa trị linh phủ. Xem ra phải thật sự nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi, bão áp trận này thật sự gây ra tổn thương quá lớn cho người sử dụng. Lần này vừa chữa trị thì chữa đến mất hơn 20 ngày, mấy người Minh Lưu San mỗi ngày đi tới đi lui chờ ở ngoài cửa, nôn nóng không thôi. Mãi đến khi Diệp Tố mở cửa phòng bước ra, thấy nàng không có việc gì mọi người mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đại sư tỷ, tỷ mà còn không ra nữa thì vòng sơ loại cũng đều phải kết thúc rồi đấy. Tây Ngọc vội vàng nói, vẫn còn thời gian, bây giờ đi thi đấu vẫn còn kịp. Chờ đến khi Diệp Tố trở lại sân thi đấu lần nữa thì điểm số của nàng vẫn là điểm số cũ nhưng thứ tự sớm đã rớt xuống dưới. Lúc này nhóm 1.000 người đầu tiên trên bia đá cơ bản đã ổn định, khoảng cách với những người ở những vị trí sau tương đối lớn. Dù phục thời, liên liên, Trình Hoài An cùng với Từ Trình Ngọc và Dịch Huyền nằm ở nhóm 10 người đứng đầu, nhìn một dọc từ trên xuống dưới tấm bia đá thì hai cái tên Ngô Kiếm phái cùng Ngũ Hành tông là xuất hiện thường xuyên nhất. Diệp Tố nhìn nhìn điểm số của bản thân, xác thật là kém hơi nhiều. Ở đây, Chu Vân mắt sắc thấy được nàng trong đám đông, vội vàng phất tay, bên này còn có một cái lôi đài hỗn đấu, cô mau lên đánh thắng bọn họ đi, tốc độ phải mau nhé, thời gian không còn nhiều lắm. Mấy ngày nay bọn họ đã đến thăm Diệp Tố mấy lần, sợ nàng lại đột phá nên không dám quấy dày. Mắt thấy vòng sơ loại sắp kết thúc, cứ đà này mọi người còn nghĩ có khi Diệp Tố không lấy lấy được thông hành đơn. Ta biết rồi, Diệp Tố nhìn lướt qua xếp hạng điểm số trên tấm bia đá, chuẩn bị nhảy lên lôi đài. Dù phục thời không biết từ lúc nào xuất hiện, không nói một lời đưa vụ sát hoa cho nàng. Diệp Tố cầm vụ sát hoa trong tay, nhướng mày, Bỏ được trả lại cho ta hả? Cho ngươi dùng một lần thôi đấy. Dù phục thời đúng lý hợp tình nói, giống như vụ sát hoa đã là của hắn rồi vậy. Được, Diệp Tố mỉm cười cầm vụ sát hoa lên đài. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, phần lớn mọi người vì để bảo toàn điểm số nên cơ bản không có mấy người muốn tham gia lôi đài nữa. Trận này cơ hồ là nhóm tu sĩ cuối cùng vùng vẫy lần cuối rồi, trong đó có đến 11 kim đan kỳ tu sĩ. Diệp Tố Thân là một kim đan sơ kỳ nên đứng bên trong nhóm người không có chút thu hút nào. Nổi bật nhất trên lôi đài hỗn đấu là một kim đan trung kỳ tu sĩ, thân hình cao lớn, mười phần tự tin. Vận khí của hắn trong vòng sơ loại năm nay không được tốt lắm, tham gia hỗn đấu vài lần thì lần nào cũng gặp phải người lợi hại, điểm số bị trừ sạch sẽ, thật vất vả tích góp điểm số lại từ đâu, trận này đã là cơ hội của cùng của hắn, nhất định sẽ có thể thắng. Mặt khác, ở một góc của lôi đài cũng có hai phù sư liếc nhau, chuẩn bị hợp tác đánh hết những người này rơi xuống đài, cuối cùng sẽ chia đều điểm số. Trận đấu còn chưa bắt đầu những mỗi người đều có tâm tư riêng, Diệp Tố không có nhiều hoa hòe lòe loẹt như vậy, nàng bắt đầu từ vị trí của mình càn tới, gặp một người đánh một người, phù ném như không cần tiền vậy. Kiếm tu không có nhiều phù bằng nàng, phù tu không có nhiều pháp khí bằng nàng, một người rồi lại một người bị nàng đá xuống đài. Mấy kim đan kỳ tu sĩ thấy vậy không chút do dự quyết định hợp tác đuổi Diệp Tố xuống dưới trước. Đại sư tỷ, thời gian không còn nhiều lắm. Hạ nhĩ ở dưới kêu lên, giải quyết bọn họ nhanh thêm một chút đi. Diệp Tố nghiêng mặt nhìn về phía dưới đài, tựa hồ như không hề phát giác mấy người đối diện đang hung hãn tấn công về phía nàng, nhưng ngón tay nàng đã đặt lên vụ sát hoa. Từ phần đầu của vòng tay hắc kim trong nháy mắt liền phun ra băng tơ nhện bắn về phía bọn họ. Băng tơ nổ tung giữa không trung, giống như một làn mưa bụi mỏng, mỹ cảm mông lung quỷ dị trải rộng trên toàn bộ lôi đài. Nhưng khi băng tơ tới gần những người đó thì chợt biến, vô số hình xà há to mồm táp tới bọn họ, sương mù răng đầy trời, muốn tránh cũng không được. Mấy người trên đài một khắc trước còn ngây người đắm chìm trong mỹ cảm mà làn sương mù thình lình xuất hiện tạo ra, ngay sau đó khi sương mù lộ ra bộ mặt thật với vô số ác xà cắn tới thì họ mới kinh hãi không thôi, giáo giết trốn đông trốn tây. Diệp Tố lại quỷ mị xuất hiện bên cạnh từng người, đẩy một phát cuối cùng. Đây là pháp khí gì? Chu Vân ngửa đầu trợn mắt há mồm, lẩm bẩm hỏi, có bán không? Diệp Tố nhảy xuống từ trên lôi đài cười nói cái này không bán không xong rồi minh lưu xa vội vàng nói đại sư tỷ tỷ còn thiếu một điểm vừa rồi vị trí thứ một ngàn vừa mới đổi thành một cái tên mới diệp tố sừng sốt vòng sơ loại không bao lâu nữa sẽ kết thúc lúc này không còn ai muốn đấu nữa du phục thời bỗng nhiên duỗi tay kéo diệp tố đến lôi đài đơn đấu bên cạnh nói với tu sĩ chủ trì chúng ta muốn thi đấu hiện tại chủ trì tu sĩ hỏi. Du phục thời gật đầu. Sau khi tu sĩ chủ trì vừa hô bắt đầu thì du phục thời lại từ trên đài đi xuống dưới, bỏ quyền. Tu sĩ chủ trì còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn lại đi lên, thi đấu. Nói xong lại đi xuống dưới, bỏ quyền. Mai khai nhị độ. Tu sĩ chủ trì. Sao mai khai nhị độ, chỉ một chuyện gì đó lặp lại, xảy ra hai lần. Chương 82 Thông hành đơn Dù phục thời vừa bỏ quyền xong lần thứ hai thì tên của Diệp Tố liền nhảy lên vị trí cuối cùng của tấm bia đá. Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu vòng sơ loại kết thúc cũng vang lên. Kết thúc Lên, lên rồi Tây Ngọc vỗ vỗ bả vai Minh lưu Sa đứng bên cạnh, hưng phấn nói. Hạ nhĩ lao lao hốc mắt không có giọt nước mắt nào, thật không dễ dàng mà. Chu Vân, Ngươi nói ai không dễ dàng? Không thấy tu sĩ chủ trì mặt đều tái luôn rồi sao? Còn ở đây đổ dầu vào lửa, vòng sơ loại hàng năm như thế này, số người tham gia rất đông đảo. Có vài tông môn vì muốn có nhiều đệ tử của mình có thể lọt vào bảng một ngàn người nên sẽ sắp xếp các đệ tử giả đấu để tăng điểm. Chuyện này đến cuối cùng người có hại nhiều nhất chính là tán tu. Bất quá trên các lôi đài hỗn đấu cũng có không ít tán tu kết đồng minh nhưng mà trắng trợn công khai giả đấu như hai người này thì tu sĩ chủ trì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không đúng còn không tính là giả đấu vì bọn họ có đánh nhau chiêu nào đâu vị này thậm chí còn chưa đi đến trung tâm của lôi đài chỉ mới nhảy lên nhảy xuống bậc thang lên lôi đài thôi mà đã bỏ quyền hai lần các ngươi được lắm tu sĩ chủ trì hung hăng chỉ vào du phục thời cùng diệp tố nói ngông nghênh tự đại không thèm giả vờ giả vịt luôn đúng không theo quy định thi đấu, bỏ quyền là hành sáu chính đáng. Từ Trình Ngọc từ đối diện đi tới nói. Tu sĩ chủ trì nhìn từ Trình Ngọc, hiển nhiên nhận ra đây là đại đệ tử của ngô kiếm phái, nhưng hắn bỏ quyền tới hai lần. Trong quy định cũng không nói là không thể bỏ quyền nhiều lần. Từ Trình Ngọc nhìn thấy Diệp Tố thành công nằm trong một ngàn cái tên đầu tiên liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, mấy ngày này hắn cùng mấy người dịch huyền hối hận lúc trước chen lên cái lôi đài hỗn đấu đó mọi người còn sợ sau vòng sơ loại kết thúc nàng mới tỉnh lại tóm lại loại hành sáu này quá đáng giận tu sĩ chủ trì nói hắn nhất định phải bẩm báo trường hợp này lên trên nhất định phải ngăn chặn tình huống giống vậy xuất hiện ở những vòng sơ loại các năm sau bọn họ dám ngay cả giả đấu cũng không thèm giả được rồi một trưởng lão ngô kiếm phái từ xa ngự kiếm tới, vẫn nằm trong quy tắc, không tính là phạm quy. Nhưng những người này sẽ đi tham gia đại bỉ. Tu sĩ chủ trì vẫn không muốn bỏ qua, mở một con mắt nhắm một con mắt thì thôi đi nhưng cũng không thể quá phận như thế. Người bỏ quyền đang là hạng nhất trên tấm bia đá. Trường lão kéo vị tu sĩ chủ trì qua một bên thấp giọng nói, còn người đứng trên lôi đài chính là người tháng rồi đã nổ bay một cái lôi đài đó tu sĩ chủ trì sừng sốt, ông cũng là một trong những người có mặt ở lần âm ý đó, thấp giọng hỏi lại, là cô nương đó sao? Đúng vậy, ông đã yên tâm chưa? Vẫn mạnh hơn những người khác nhiều, ít nhất sẽ không làm phương đông mất mặt. Vị trưởng lão nói, tông môn đại bỉ không chỉ là cuộc tỉ thí để đánh giá thực lực giữa các tông môn mà còn liên quan đến thanh danh của bốn phương đông, Tây, Nam, Bắc tỉ như phía Tây có vạn Phật Tông cùng với đệ nhất kiếm tu tông môn Côn Luân, thế nên dẫn tới các tu sĩ ở phía Tây thường sẽ có địa vị danh khí cao hơn các tu sĩ xuất thân từ ba phương còn lại. Nói cách khác, một nghìn tu sĩ lấy được thông hành đơn hôm nay không riêng phải làm vẻ vang tông môn của chính mình mà bọn họ còn đại biểu cho thể diện của tất cả tu sĩ ở phương Đông. Cho nên các tu sĩ dự thi, chỉ cần có thể đạt tới trình độ của cảnh giới tương ứng thì ngẫu nhiên giả đấu nhận một hai điểm cũng không quá phận. Tu sĩ chủ trì cũng sẽ không can thiệp. Tu sĩ chủ trì ho khan vài tiếng, nói với hai người Du Phục Thời và Diệp Tố, vòng sơ loại cũng đã kết thúc, các ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn không mau chạy nhanh đi nhận thông hành đơn của mình. Diệp Tố, đi thôi." Từ Trình Ngọc ở dưới đài hô lên. Diệp Tố đi xuống lôi đài, thuận tay kéo theo Du Phục Thời đang đứng ở bậc thang, cùng nhau đi về hướng tấm bia đá nhém tí nữa là đại sư tỷ không lấy được thông hành đơn rồi hạ nhĩ nhớ lại trong lòng vẫn sợ hãi không thôi phải cảm ơn tiểu sư đệ đấy diệp tố buông tay xoay mặt nhìn du phục thời cười nói lúc ấy lôi đài hỗn đấu mà nàng tham gia đã là lôi đài cuối cùng ngay cả lôi đài đơn đấu cũng không còn ai muốn đánh nữa phản ứng đầu tiên của diệp tố chính là nhìn về phía chu vân đang đứng dưới lôi đài trong nháy mắt đó trong đầu nàng hiện lên vô số ý tưởng, làm sao có thể nhanh chóng đánh bại được nàng ấy. Nếu điểm số bằng nhau thì sẽ xét tới tỷ lệ các trận thắng thua, trừ bỏ trận nổ tung lôi đài thì Diệp Tố chưa thua một trận nào, thắng thêm một trận là đủ rồi. Bất quá ai cũng không ngờ được du phục thời phản ứng nhanh như vậy. Ta đệ nhất, người cuối cùng. Du phục thời nhìn hàng tên trên bia đá, biểu tình rất vừa lòng, tên hắn ở trên đó tên của phàm nhân này cũng ở trên đó. Khi đến gần tấm bia đá, Lữ Cửu lập tức ở bên đó lập tức phất tay với bọn họ, ở đây. Liên liên đứng ở bên cạnh, nói với Diệp Tố, ta còn cho rằng cô không vào được. Vận khí tốt, Diệp Tố nói. Trước sau đều bị thiên cơ môn các ngươi vây lấy, đột nhiên cảm thấy cái tên ngũ hành tông cũng không lóa mắt như vậy nữa. Liên liên nhìn bia đá, nghiền ngẫm nói một nghìn cái tên trên bia đá, ở giữa là ngũ hành tông cùng ngô kiếm phái đan chéo, đặc biệt ở đoạn trung thượng tầng là nhiều nhất, nhưng vô luận là xem ngược hay xuôi, tông môn đầu tiên đập vào mắt mọi người vẫn là thiên cơ môn. Diệp tố nhướng mi mắt, ta không ngại các ngươi gia nhập thiên cơ môn đâu. Mười cái tên đầu tiên theo thứ tự từ trên xuống là Du Phục Thời, Liên Liên, Từ Trình Ngọc, Trình Hoài An, Dịch Huyền, Lữ Cửu, Chu Vân. Mã Tòng Thu, Trương Sơn, Lê Tử. Trừ bỏ ba đệ tử thiên cơ môn không biết từ đâu nhảy ra tới, còn lại trước sau như một toàn bộ là đệ tử ngô kiếm phái cùng ngũ hành tông. Vòng sơ loại đã kết thúc, một nghìn vị tu sĩ lấy được thông hành đơn tiếp theo sẽ đến Côn Luân để tham gia đại bỉ. Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ đứng giữa không trung tay ông hơi dơ lên, linh lực lập tức bao trùm toàn bộ sân thi đấu, Ngọc bài trong tay chư vị chính là thông hành đơn. Trong nháy mắt, ngọc bài trong tay vô số người giữa sân liền vỡ vụn. Chỉ có người nào có tên trên bia đá thì ngọc bài mới phát ra ánh sáng. Nội dung trên ngọc bài cũng xuất hiện biến hóa. Diệp tố cúi đầu nhìn ngọc bài trong tay mình. Thông hành đơn, diệp tố, thiên cơ môn. Tông môn đại bì sẽ chính thức được cử hành tại Côn Luân vào ngày 15 tháng 6. Các vị có 15 ngày để đến Côn Luân. Ánh mắt của Chu Kỳ lướt qua một lượt các tu sĩ trẻ tuổi bên dưới, không biết năm nay sẽ có bao nhiêu thiên tài xuất hiện. Những năm trước năm nào cũng bị Côn Luân áp chế, không tông môn nào chiếm được chỗ tốt, huống chi lần này Côn Luân còn có một tên Lục Trầm Hàn. Thật ra mấy năm trước khi có tin truyền ra hắn xảy ra chuyện, cái đại tông môn ai nấy cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó ai cũng không ngờ tới hắn lại khỏe mạnh trở lại không chút thương tật nào, thậm chí cảnh giới tăng lên càng nhanh. Liên liên ngũ hành tông tuy cũng đã là nguyên anh trung kỳ nhưng so với lục trầm hàn đã có thể vượt cấp chém giết thiên ma thì có thể thấy được chênh lệch của hai người vẫn không nhỏ. Còn người xếp hạng nhất trên tấm bia đá du phục thời, chu kỳ vẫn không để hắn ở trong mắt, suốt hai tháng sơ loại từ đầu tới cuối đều là khắp huyết kiếm tự thân vận động. Nếu kiếm này không có linh thức thì cũng không biết hắn có lọt được vào danh sách một ngàn hay không. Trình độ trông cũng chỉ thường thường mà thôi không rõ duyên phận gì đã làm du phục thời rút lên được thanh kiếm này. Kiếm tốt theo người tầm thường, chuyện này ở tu chân giới cũng không phải chỉ mới lần một lần hai, huống chi kiếm này vẫn là một thanh yêu kiếm, am hiểu mê hoặc nhân tâm. Chu kỳ nhìn các đệ tử trẻ tuổi bên dưới, trên mặt họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo mong đời, trong lòng ông thở dài một hơi, nhìn vào vòng sơ loại vừa qua, người có thể so cao thấp với lục trầm hàn, cơ hồ là không có không phải là những đệ tử này không tốt vô luận là từ trình ngọc hay là tịnh tông đệ tử mới tới tiềm lực đều mạnh hơn các đệ tử tham gia đại bỉ của các năm trước ngay cả hai vị thân truyền đệ tử của ngũ hành tông trình hoài an cùng liên liên trình độ cảnh giới cũng cao hơn những năm trước rất nhiều chỉ là côn luân lục trầm hàn quá mạnh chu kỳ thu lại suy nghĩ cất cao giọng nói lần này xuất quân mong chư vị tiền độ thuận lợi đại khai đắc thắng các tu sĩ giành được thông hành đơn vô cùng vui mừng, sôi nổi chúc mừng nhau, trong lúc nhất thời trên sân thi đấu phi thường náo nhiệt. Chu Kỳ thu lại linh lực, hai tay chắp sau lưng, mũi chân nhẹ điểm đáp xuống đất, tầm mắt ông thoáng nhìn qua Diệp Tố, ông có chút ngẩn người, thiếu chút nữa đã quên đệ tử thiên cơ môn này, phong cách hành sự nhìn qua khá giống người sẽ trở thành một nhân vật lợi hại về sau, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Có 15 ngày để đi đến Côn Luân, đại sư tỷ, chúng ta sẽ ngồi truyền tống trận qua đó sao? Hạ nhĩ chen qua hỏi, bên đó quá xa, ngự kiếm sợ là không kịp. Truyền, tống, trận, đắt, không? Minh Lưu Sa quan tâm nhất là vấn đề này. Từ trình Ngọc cười nói, nếu mọi người không ngại thì có thể đi cùng tàu bay với ngô kiếm phái. Chúng ta có môn có phái, ngồi tàu bay của tông phái khác đến đó sợ là không tốt lắm. Tây Ngọc nghĩ nghĩ nói. Diệp Tố như suy tư gì đó hỏi, Từ Huynh, trên đường đến đó chúng ta có thể xuống tàu giữa đường không? Khi gần đến Côn Luân mọi người có thể xuống tàu trước cũng được. Từ Trình Ngọc hoàn toàn hiểu được cách nghĩ của họ. Vào mỗi lần tông môn đại bỉ, tàu bay cũng là một phương diện cạnh tranh mặt mũi mà các đại tông môn không ai chịu nhường ai. Vậy thì đa tạ quý phái. Diệp Tố hơi khom người, chắp tay nói cũng không phải chuyện gì lớn. Từ Trình Ngọc bỗng nhiên nhớ tới một việc, nhích lại gần Diệp Tố nhỏ giọng nói. Mấy hôm trước sư đệ của cô có tìm tân trưởng lão muốn người giúp tìm y tu đến xem cho cô. Ánh mắt Diệp Tố lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vừa nghe liền biết vị sư đệ mà hắn nhắc tới chính là Dịch Huyền. Tuy nhiên tân trưởng lão đã đến trước cửa phòng cô, ông nhìn thoáng qua bảo rằng hơi thở của cô trầm ổn, không có gì đáng ngại, không cần mời y tu từ trình ngọc nói tiếp vậy nên chúng ta mới tưởng rằng cô đang ngộ đạo đột phá kết quả diệp tố ra tới lại vẫn là kim đan sơ kỳ không phải ngộ đạo đột phá diệp tố xua tay tùy ý nói linh phủ của ta bị sụp từ trình ngọc chậm rãi nghiêng đầu hoài nghi lỗ tai của mình cái gì sụp linh phủ diệp tố dỗi tay cản một tu sĩ sắp đụng vào bọn họ không sao đã sửa xong rồi từ Trình Ngọc. Khi hắn còn đang suy nghi linh phủ sụp là tình trạng như thế nào thì Dịch Huyền không biết từ đâu bước tới, mở bàn tay để lộ ra Ngọc bài, nói với Diệp Tố, đã lấy được thông hành đơn rồi. Diệp Tố nhìn thấy hắn liền nhớ tới lời Từ Trình Ngọc nói lúc nãy, sư đệ, chuyện y tu cảm ơn đệ nhé. Tay cầm Ngọc bài của Dịch Huyền rũ xuống, có chút không được tự nhiên cúi mặt nói, lúc ở Thiên Cơ môn tỷ cũng đã giúp đệ hắn là đang nói lần hắn vừa đạt chúc cơ diệp tố nhớ tới chuyện trước kia không khỏi cười nói đệ đã thay đổi rất nhiều dù phục thời bỗng nhiên cắm một tay vào giữa hai người hắn đưa ngọc bài cho diệp tố đúng lý hợp tình nói người bảo quản dịch huyền đứng ở đối diện trong nháy mắt hắn có một tia xúc động cũng muốn đưa ngọc bài cho diệp tố cầm nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ hắn là một người bình thường có giới hạn của mình không giống với du phục thời. Khi vòng sơ loại của phương Đông kết thúc, vòng sơ loại ở các khu vực khác cũng đồng loạt đi đến hồi kết. Tin tức cùng tên của 4.000 tu sĩ nhận được thông hành đơn nhanh chóng chuyển đi khắp nơi trong tu chân giới. Lần này vòng sơ loại kết thúc, có hai phương vị nhận được sự chú mục của mọi người. Một là đệ nhất của Đông Phương Thế mà lại không phải là đệ tử của Ngô Kiếm Phái hay Ngũ Hành Tông, mà là xuất thân từ Thiên Cơ Môn. Nhìn thấy ba chữ này, phản ứng đầu tiên của mọi người trong tu chân giới đó là nhớ tới một tông môn luyện khí đã từng rất huy hoàng nhưng hiện giờ đã sắp phế tông, nổi tiếng với việc tống tiền khắp nơi. Phản ứng thứ hai chính là tông môn nào lại lấy trùng tên với bọn họ vậy, không chê đen đuổi sao. Kết quả sau khi nghe ngóng thì không phải là một tông môn mới lập nào hết, mà thật là tông môn luyện khí chuyên tống tiền đó. Nghe nói đệ tử của bọn họ trong lúc thi đấu còn bán pháp khí, sự tình nghe tới có vẻ hoang đường, thế nhưng gắn vào thân phận của đệ tử thiên cơ môn thì tự hồ cũng không có chỗ nào là không lý giải được. Một phương khác chính là Tây Phương, không phải là bàn tán về xếp hạng của họ mà và vạn Phật Tông đã xảy ra một chuyện lớn. Tân Phật tử rốt cuộc đã xuất hiện. Tác giả có lời muốn nói. Trích lời nhớ đời của Chu Tông Chủ trình độ thường thường tiểu sư đệ, cảnh giới quá thấp đại sư tỉ mũ gạch dưới mũ. chương 83 Ngũ đệ tử Trước khi vòng sơ loại bắt đầu, hoặc là nói sớm hơn trước đó nữa, ngô kiếm phái đã chuẩn bị tàu bay, chờ sau khi chúng đệ tử giành được thông hành đơn cùng với tông chủ và các trưởng lão xử lý, an bày tốt mọi việc trong tông môn xong thì sẽ ngay lập tức khởi hành. Liên liên cùng Trình Hoài An xuất phát trước, hai người còn hỏi riêng diệp tố có muốn ngồi tàu bay của bọn họ đi không diệp tố cảm ơn ý tốt của họ chúng ta đã hẹn với ngô kiếm phái rồi liên liên suy một tiếng tàu bay của kiếm tu sẽ không ổn định bằng tàu bay của phù tu nhưng tàu bay của chúng ta nhanh hơn tàu bay của các ngươi chu vân phản bác năm nay ai nhanh ai chậm còn chưa biết đâu liên liên đắc ý nói các người cứ rửa mắt mà chờ đi tàu bay của ngũ hành tông nhất định sẽ kinh diễm chúng phái. Sau khi bọn họ rời đi, ngô kiếm phái cũng bắt đầu chuẩn bị đi côn luân tham gia tông môn đại bỉ. Sau vòng sơ loại, số đệ tử ngô kiếm phái bắt được thông hành đơn là 451 người, tàu bay được chuẩn bị có 5 tầng, mỗi một tầng có thể chứa được hơn trăm người. Đây là tàu bay. Hạ nhĩ ngửa đầu nhìn quái vật khổng lồ giữa không trung không khỏi trận mắt há mồm về sau thiên cơ môn chúng ta có thể chiếu theo quy cách này để tạo mấy con nhỉ? tây ngọc ảo tường nói minh lưu xa chật một tiếng đốt tiền chỉ bay trong không trung một đoạn thời gian ngắn thôi nhưng phải hao phí một lương cực lớn linh thạch cho dù là đại tông môn thì cũng chỉ ở những dịp trọng đại hoặc ở những hoạt động quan trọng mới có thể sử dụng tàu bay ba người nhìn về phía đại sư tỷ bên cạnh thì thấy nàng đang đưa lưng về phía tàu bay trong tay cầm truyền tin Ngọc Điệp nói chuyện với trưởng môn sư phụ. Ba người lập tức thò lại gần đồng thanh hô một tiếng, sư phụ. Trương Phong Phong tươi cười gật đầu đáp lại. Sư phụ, tụi con sắp khởi hành đi côn luân. Diệp tố nghiêng người chỉ chỉ tàu bay ở sau lưng, đây là tàu bay của ngô kiếm phái, người chờ chúng con lấy thứ hạng cao về nhé. Nàng muốn nổi danh ở tông môn đại bì, làm tất cả mọi người đều biết thiên cơ môn vẫn còn tồn tại, trình độ luyện khí của họ vẫn còn đó. Tốt, mấy đứa ở bên ngoài luôn phải nhớ chú ý an toàn. Trường Phong Phong nói, các sư đệ sư muội của con luyện chế ra không ít pháp khí, có vài kiện không tồi ta đã nhờ Hoàng Nhị Tiền bán đi. Tuy rằng không thể quang minh chính đại bán với danh nghĩa thiên cơ môn nhưng tốt xấu vẫn có thể kiếm được một ít linh thạch, có điều các đệ tử trong tông môn cảnh giới vẫn còn thấp nên giá của pháp khí cũng không bán được quá cao. Còn nghe nói có mấy nhóc đã trúc cơ thành công. Diệp Tố cười nói, Linh Thạch cứ dùng, đừng tiếc. Yên tâm, trong giờ học ta đều giám sát bắt bọn nhỏ phải dùng hết Linh Thạch. Trương Phong Phong vui vẻ hớn hở nói. Sư phụ, con người là người đó. Diệp Tố mặt vô biểu tình nói, người đừng ném Linh Thạch vào Linh Mạch nữa, vô dụng thôi. Trương Phong Phong chuột dạ mà sờ sờ dâu, nói bậy bạ gì đó, sư phụ con đang êm đẹp ném linh thạch làm cái gì? Lúc trước con thấy tận mắt rồi nhé. Diệp tố vạch trần, linh mạch của thiên cơ môn đã sớm khô kiệt, người có dẫn linh khí từ linh thạch vào đó thì cũng sẽ chỉ tiêu tán trong không trung mà thôi. Không nói với con nữa. Trương Phong Phong nói xong liền vội vàng muốn tắt truyền tin Ngọc Điệp diệp tố hô lên trương phong phong nhớ dùng linh thạch tu luyện cho thật tốt người mà còn không tu luyện nữa thì chúng con đều sắp vượt qua người rồi trương phong phong nghe đại đệ tử gọi thẳng tên húy của mình liền bắt đầu cảm thấy căng thẳng nghe xong lời nàng thì cũng không thèm để ý đáp đệ tử thiên tài vượt qua sư phụ cũng là chuyện thường mà thôi quên mất là người vốn không cần mặt mũi diệp tố thấp giọng nói một câu nàng nhìn trưởng môn sư phụ một lát sau sửa lời nói, tụi con sắp phải thi đấu rồi, đừng làm tụi con lo lắng. Quả nhiên biểu tình của Trương Phong Phong liền hiện lên do dự, cuối cùng đáp ứng, biết rồi, ta dùng. Lúc này tân thẩm chi không biết từ đâu nhảy ra, tay cầm kiếm, thò đầu vào trước truyền tin Ngọc Điệp, này ai đây, đại sư phụ của đồ đệ ta à? Mới 200 tuổi mà đã già vậy rồi sao? Trương Phong Phong dịch huyền theo sát ngay sau đó ông là tân kẻ điên trương phong phong nhìn một cái liền nhận ra tân thẩm chi ông trước kia đi theo sư phụ đã từng thấy người này từ xa ừ vẫn còn nhận ra ta hả tân thẩm chi đánh giá trương phong phong đối diện từ trên xuống người tên này là người đã chiếm danh hiệu đại sư phụ sư phụ dịch huyền đi tới hô một tiếng kiếm luyện được thế nào ở bên ngoài phải nghe lời vị sư phụ kia của con nhé. Trương Phong Phong dặn dò. Dạ. Dịch Huyền thấp giọng đáp lời. Mấy đứa không phải sắp xuất phát rồi sao? Trương Phong Phong nói. Mau đi đi. Mọi người xoay người ngự kiếm lên tàu bay. Diệp Tố định tắt truyền tin ngọc điệp thì đột nhiên lại nghe Trương Phong Phong nhỏ giọng hỏi: sư phụ rất già sao? Ông rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn tân kẻ điên. Diệp Tố nghĩ nghĩ nói sư phụ, người nên cạo dâu. Là trưởng môn một tông, Trương Phong Phong vỗ ngực nói, sư phụ con không chỉ phải cạo dâu mà còn phải tăng tu vi. Diệp Tố cười nói, được, hy vọng khi trở về chúng con sẽ có thể nhìn thấy một sư phụ phiên bản rực rõ hơn. Sau khi đóng lại truyền tin Ngọc Điệp, Diệp Tố quay đầu thấy Du Phục Thời vẫn còn đứng bên cạnh, sao còn chưa lên tàu. Du Phục Thời chỉ chỉ vào cổ tay của nàng, phàm nhân này thật không có tính tự giác gì hết diệp tố nhìn theo hướng ngón tay của hắn cẩn thận suy nghĩ xem ý của hắn là gì muốn lấy vụ sát hoa nàng cũng không rõ lắm vì sao tiểu sư đệ lại thích pháp khí này như vậy bất quá nhìn bộ dáng mỗi lần phải đòi pháp khí cho bằng được của hắn thật thú vị lên tàu thôi diệp tố gỡ vụ sát hoa xuống đưa cho du phục thời khi hắn duỗi tay ra nhận lấy thì nàng cũng thuận thế kéo tiểu sư đệ cùng nhau lên tàu bay. Trên tàu bay tổng có 5 tầng, thiết kế cũng không quá khác phòng ở trên mặt đất, trong mỗi phòng đều có tụ linh trận để cung cấp linh khí cho mọi người tu luyện, thậm chí trên tàu còn có cả sân luyện kiếm. Đoàn người diệp tố được an bài ở một tầng ở giữa, tầng trên cùng và tầng dưới nhất đều là nơi ở của các trưởng lão. Lần này đến Côn Luân còn có tông chủ Ngô Kiếm phái Chu Kỳ cùng đi, khi tông môn đại bỉ diễn ra các đại tông chủ đều phải có mặt, sự vụ trong tông phái sẽ có các đại trưởng lão xử lý. Mấy người Diệp Tố cũng không có nhàn rỗi, nhưng không phải tu luyện mà là đang chế tạo đồ vật. Khi tàu bay đến gần Côn Luân, các đệ tử Thiên Cơ môn sẽ xuống tàu trước, bọn họ cũng sẽ đem theo đồ vật mà mình đã luyện chế nếu muốn đánh ra tiếng vang cho thiên cơ môn thì bước đầu tiên phải từ một màn xuất hiện hoành tráng lệ. Từ khi biết có chuyện các tông môn vào mỗi kỳ tông môn đại bỉ sẽ ganh đua nhau về tàu bay, Diệp Tố liền bắt tay chuẩn bị thật tốt các loại tài liệu để dùng vào lúc này. Trong phòng, bốn vị luyện khí sư thiên cơ môn xoa tay hầm hè, vén lên tay áo, chuẩn bị làm một trận thật lớn. Trong côn luân phái, giữa đại điện rộng lớn có vài vị cao thủ đại thừa kỳ đang ngồi mỗi vị quanh thân đều mang theo uy áp bảng bạc giữa điện là mấy trăm côn luân đệ tử đang đứng thiên cơ môn một vị lão nhân tóc nâu ngồi trên bảo tọa cao nhất bắn ra một đầu ngón tay đánh nát truyền tin về bảng xếp hạng của phương đông đang hiện ra trên điện đệ tử ngô kiếm phái cùng ngũ hành tông ngay cả đám tiểu tốt đó cũng không đánh lại để một tông môn luyện khí chiếm đầu danh buồn cười xếp hạng của Tây Phương cũng có một ít biến động so với những năm trước. Ngồi ở bên phải lão nhân là một nữ tử thanh lãnh mặc một thân bạch ý, âm thanh réo rắt giống như suối nước. Mười vị trí đầu tiên của phương Tây nhiều ra hai đệ tử vô danh tông. Trong đại điện tức khắc liền nổi lên âm thanh nghị luận. Vô danh tông là tên gọi chung của tán tu, khi thi đấu bọn họ được thống nhất ghi nhận thành đệ tử vô danh tông, hai phương Nam Bắc áp lực cạnh tranh hơi yếu nên xác suất xuất hiện vô danh tông hàng năm thường khá cao. Tuy nhiên mời vị trí đầu bảng của phương Tây đã lâu rồi chưa từng xuất hiện qua tên của tu sĩ vô danh tông. Côn Luân có danh ngạch riêng nên không cần tham gia vòng sơ loại. Phương Tây chỉ có vạn Phật Tông là một đại tông môn, mà vạn Phật Tông lại hạn chế số danh ngạch của đệ tử bổn tông nên dẫn tới tán tu đến đây giành danh ngạch khá đông. Thế nhưng với thực lực của vạn Phật Tông hẳn là nên bá bảng mới đúng cũng bởi vậy nếu có tán tu có thể từ giữa trùng vây của Tây Phương đánh ra tới 10 vị trí đầu tiên thì đều không phải thường nhân, ít nhất có 7, 8 thành khả năng có thể lấy được thành tích không tồi trong tông môn đại bỉ. Lần này thế mà lại có tới hai tán tu vào được nhóm 10 người đứng đầu. Im lặng, nữ tử nhẹ nhàng giơ tay, linh lực trong điện hơi hơi rung động. Các đệ tử trong nháy mắt liền im tiếng, an tĩnh cúi đầu. Tên vô danh tông này xếp hạng thứ hai, chỉ đứng sau vạn Phật tông Cốc Lương Thiên. Nữ tử thanh lãnh dừng một chút nói, Cốc Lương Thiên, vạn Phật tông tân nhiệm Phật tử. Một vị nam tử đầu bạc khác ngồi ở bên trái nhìn về người đứng ở giữa chúng đệ tử, trầm hàn, lần này con phải để ý hai người này một chút. Nam tử trẻ tuổi đứng giữa các đệ tử thân hình đĩnh bạt, trường bào bạch y càng tôn lên vẻ ngạo cốt của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ, giữa hai mày có một đạo vết thương khá mới tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến khí chất của hắn đôi mắt của lục trầm hàn khẽ nâng lên nhìn về phía nữ tử trên điện sư phụ còn một người nữa xếp hạng thứ ba nữ tử trên bảo tọa vung tay lên bảng xếp hạng của tây phương từ giữa không trung liền thu nhỏ lại bay vào tay đệ tử của bà lục trầm hàn nhận lấy danh sách cúi đầu nhìn xuống cốc lương thiên giản hồ vị trí thứ ba lại là ba chữ mà hắn quen thuộc ninh thiển giao là nàng trong một khách điếm nào đó ở phía tây ninh thiển giao ngồi trên lầu hai trên bàn bầy một đống rượu và thức ăn nhưng nàng ta không hề có tâm tư động đũa trong tay nàng ta là bốn tờ danh sách tu sĩ tham gia tông môn đại bì của bốn phương sao lại có thể ninh thiển giao gắt gao nhìn chằm chằm một tờ danh sách trong số đó nhìn những cái tên quen thuộc ở đầu đuôi bảng tên cùng với tên tông môn ở phía sau bọn họ làm sao có thể tham gia vòng sơ loại thậm chí còn lấy được thông hành đơn lữ cửu du phục thời là ai sao lại là đệ tử thiên cơ môn dịch sư huynh vì sao lại thành tịnh tông đệ tử các câu hỏi cứ liên tiếp nổi lên trong lòng nàng ta ninh thiển giao dần dần nắm chặt tờ danh sách đó bọn họ sẽ tới tham gia tông môn đại bỉ khả năng rất cao sẽ chạm mặt với mình. Sao muội không ăn? Người đối diện thấy nàng ta mãi không động đũa nên hỏi một câu. Ninh Thiển Giao hoàn hồn, miễn cưỡng cười nói, muội có chút không thoải mái, muốn về phòng nghỉ ngơi trước, huynh cứ ăn đi. Không thoải mái ở đâu? Chúng ta đi tìm y tu. Người ở đối diện tức khắc khẩn trương lên. Ngày mai chúng ta phải khởi hành đi côn luân rồi, huynh cứ ăn đi. Ninh Thiển Giao đứng dậy, muội ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi, không cần lo lắng. Nàng ta bước nhanh trở về phòng, đi tới đi lui vài vòng, trước sau vẫn nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ninh Thiển Giao chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp đệ tử Thiên Cơ Môn ở Tông Môn Đại Bỉ, nàng ta vẫn luôn vội vàng tu luyện nâng cao cảnh giới, cũng không liên lạc về với sư phụ, chỉ biết là Diệp Tố đã trở lại từ tiểu bí cảnh lần đó còn chuyện về sau thì nàng ta hoàn toàn không rõ. Thiên cơ môn leo lên được ngô kiếm phái sao? Ninh Thiển Giao nhớ tới tên của hai tông phái sau tên của Dịch Huyền, tâm tư liền có chút dao động, nàng ta nhanh chóng mở ra truyền tin Ngọc Điệp. Sư Muối, Dịch Huyền vừa mới đối chiêu xong với Tân Thẩm Chi, nhìn thấy truyền tin Ngọc Điệp sáng lên thì nhấn mở ra, khi nhìn thấy gương mặt của Ninh Thiển Giao thì trong nháy mắt đó hắn có chút hoàng thần. Tiểu sư huynh, Ninh Thiển Giao cong mắt cười nói, ta nhìn thấy danh sách tham dự tông môn đại bỉ mới biết là huynh cũng có tên trên đó. Sư muội sư huynh, tân thẩm chi dẫm lên kiếm trôi qua tới, buồn bã hỏi, đồ đệ, chẳng lẽ còn có có người sư phụ thứ ba nữa sao? Mỗi ấy cũng là đệ tử thiên cơ môn. Dịch huyền giải thích. Tân thẩm chi nghe vậy thì kinh ngạc, hình như trước nay chưa từng nghe mấy đứa diệp tố nhắc qua, con vậy mà còn có sư muội hả? Ninh Thiển Giao nhìn đạo bào của Tân Thẩm Chi, lại nghe thấy mấy lời này của ông trong lòng không khỏi trầm xuống. Diệp Tố quả nhiên đã leo lên được đại tông môn ngô kiếm phái. Dịch Huyền lại một lần nữa giải thích là sư muội của một phong khác. À, Tân Thẩm Tử mất đi hứng thú, ta đi trước nhé, đi xem sư tỷ của con đang làm cái gì. Gần đây động tĩnh của nhóm người Diệp Tố trên tàu bay không nhỏ, không biết đang làm cái gì mà cả ngày binh binh bong bong, làm ông tò mò không thôi. Dạ. Chờ tân thẩm chi đi rồi Ninh Thiển Giao mới tiếp tục hỏi, tiểu sư Huynh, Huynh đang ở cùng với mấy người đại sư tỷ sao? Nàng ta cho rằng ở Định Hải Thành sau khi tìm được Diệp Tố thì Dịch Huyền sẽ một mình rời đi. Đừng gọi ta là tiểu sư Huynh. Dịch Huyền bỗng nhiên nói. Sao cơ? Ninh Thiển Giao sửng sốt sư phụ thu một đệ tử mới dịch huyền mặt vô biểu tình nói hiện giờ ta là ngũ đệ tử của người